có mã. Có nè, độc nhất luôn nè, nhỏ nhưng mà có vỏ nè chứ bộ giỡn nè. Thổi vô bọc, thổi vô, thổi kỳ dạ. Kê mỏ xét xét vô cho quýnh sưng cái mỏ chơi. Rồi xa xa được rồi. Ôi ôi, thôi gạt lại cho em luôn đi. Mọt đầu huyết. Làm cái đó đi, đó có mật đi. Rồi, chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Mùi ơi, mùi núp luôn rồi. Bữa nay đây có cua sọc nữa nè. Với ông hai. Ông hai tấn á. Chục bảy liền trước. Thì mình đi tiếp tục khu vực của Thanh Nhung. Tục cũng còn cũng đông. Bữa giờ mấy cháu mình đi khu mình nghỉ không à. Bữa nay tại vì thấy đồng ở đây nè cô chú anh chị, cát hết rồi nè. Sáng nó có vô quá, đi xuống này quần kiếm có con gì không. Mày ơi. Gì vậy? Da rắn. Quá nữa nè. Tợ con ve đổ tên mỏ luôn mới đau chứ. Nè. Rắn con ve tên mỏ luôn. Hả? Cái gì? Cái gì? Trời. Thằng thằng lấy tôi bao nhiêu. Quá trời mệt lắm. Trời ơi, bữa nay sao mấy cái bờ nó chuột không rồi chú Bảy. Làm lúa chuột nó vô quá trời luôn. Một con rắn ráo đầu tiên. Ừ. Mấy cái rễ gì không? Lấy muối tôm. Keo muối tôm. Ngay nguồn này lúc đó bắt được con hổ sáp 9 lạng ký. Mà nay bắn con ký rưỡi. Trên đó đó. Ngang qua đây luôn nè. Có rắn ra được rồi. Ủa, ông ấy mất rồi đó. Em lấy rồi. Lấy hả? Ừ. Không có miếng tàn. Lấy được con 20 con ong lớn thì không có miếng tàn rồi. Ui, bùng binh. À, hai ngắt như vậy. Hai ngắt là chắc luôn. Bùng binh hết thân thì mới đâu. Mưa hôm lại mà sau đất đây cũng còn khô heo. Hôm nó mưa xà bá nữa luôn. Rồi đó coi. Để con gọi vô cho. Con gọi vô con. Gọi vô con biết nhắc thì đâu à. Ngay mày hổng đâu không hả? Ừ. Ông cùng rồi. Đây nè. Nhắc đi thẳng dùng, nhắc bắn qua đây nè. Nhắc đi đâu? Ngắt đi qua đây, còn ngắt đi qua đây. Ngắt đi qua đó đó. Hàng mự. Con thì ốm nhách thả phóng xanh. Con mập thì bắt về. Ốm chết luôn. Vậy thôn. Ba ngắt luôn. Đi đâu ngắt? Ngắt qua cái đũa, ngắt lên đó. Ngắt qua chú Mười. Tại bên đồng hồ hả? Ừ. Tại bên đồng hồ không sao chạy. Mình đâu có nôi nhiều đâu mà cái đó xài biết nào hết ba cục viên đồng hồ. Mà nó không có cái miếng bát sắt nữa. Không có đầu trên tường á.
Chế lại. Trời ông má, được, bây giờ đi ra lấy tiền cọc lại được nên chắc được. Bây giờ chờ chờ tới giờ đi lại hổ làm sao thì tính. Không có đục đâu, có sâu đục đâu xị. Nhờ tống đinh vô á. Ta cạo, người ta cạo lớp lớp nè, cho nó quấn cái mi lông lại. Nó có bụng la. Cạo như ngủ cao su vậy đó. Bình nữa hả? Còn cái cây. Cái gì? Đâu đâu đâu, bỏ trò mấy vô coi. Giống không? Nào thấy không thấy dấu cái đó gì? Đất nó sạt xuống không mà. Đất hoài lọt vô không nè. Chỗ nè. Nè. Ừ. Ừ. Thì đó đó. Cái hang bằng tiếng nè. Thôi, cùng ơi. Quẹo ra chú Mười á, cùng ơi. Ra chú Mười ơi. Nghe đây nè. Cùng ơi, đi tới cùng ơi. Thấy không? Đi ra bên chú Mười nè. Hai nhát nữa. À, còn đâu đây nhát luôn nè. Đây nè. Nhát này đang cái này nè, ngay đây nè, ngay cái này thẳng. Hai cái tẻ qua đó đó. Con cái ăn đây thẳng dưới. Nó còn hai cái. Nó cái bệnh. Con hàng đó vừa vừa lấy. Vừa lấy hơi gì nữa. Nó cái sình nó lấy luôn. Không mà hang ướt á. Nghe mà xình bạch bạch á. Giờ đó mình lên đó. Ừ. Đang ngay góc keo á. Đúng rồi, đúng rồi. Hàng ghê ha. Hình dấu giải rồi luôn. Ừ. Đã ghê luôn. Có một đống ra hay như vậy. Thu này bắt ha. Bỏ hàng bỏ con. Rồi còn hàng đi nó hay vậy chú ơi. Hả? Dạ. Không thở tưởng rắn kỳ. Thay suốt sạch đâu. Nha. Khùng quá. Rồi vô đầu chú Mười đi. Mày về về coi cái bóc cái đầu đi. Bữa hôm qua đi Bình Kỵ dưới bắt con rắn hổ dện đơn giản cười lắm. Là bụp vô ba giá thấy. Mình đi quẹo chạy vô heo. Ăn ngồi nữa, ăn chùa cùng tay luôn. Lẫn ra. Lẫn ra để vô túi nó ối. Túi nó ối hồi. Quỳnh mấy cây này trắng trắng tưởng thân trắng hoài luôn. Đó cộng ngoài cộng nó cộng ngoài. Nó luôn. Cộng ngon hả? Mày sắp đi vòng hay gọi đó chứ đâu. Kỳ đó.
Dạ. Thủng chưa? Trời, thủng luôn, anh tên tầm lum vậy. Cái nguồn này hang, nguồn này chuột chịu làm hang ghê ha, xây nhà lầu. Lâu năm. Trời ơi, có dấu chứ rồi. Chùi gì đó tính thế ghê vậy, chùi lâu tính gì nóng lạnh thế vậy. Tính trước bướm của bà đó. Rồi tổ qua đây rồi, còn hàng đi vô, đi vô nó ăn qua bên bãi còn ru nữa, còn gì đó ăn qua cái rễ cây hàng một xíu à. Ăn được không? Ăn được nè. Hai nhát trên nhát dưới. Ôi cái hang này ngon quá không? Nó bóng cả. Ơi cùng luôn rồi. Ô. Cùng luôn rồi. Mắt trơn này chắc rõ hơn bãi đó ha. Ủi. Bãi cỏ cái này phải không? Có hàng đặt bãi luôn. Có cùng bên đội. Tiếp à. Nhúc nhích nhúc nhích. Món nấu gà mới ngon, đừng đục. Cái gì mà biết coi như mà. Món gà con ăn hết lặn. Hết sảy rồi. Con giữa rồi. Con cũng nhỏ. Mấy cái bụng bình không thấy rắn, thấy mấy mảng tới nè. Ủa trứng con hổ dạ nóng lạnh vậy trời. Mở trứng con dạ bự cờ. Chạy luôn quá. Còn mấy con vợ nữa nè. Thục nó chắc cứu đây con rắn nè. Thảo đi. Hay vậy. Rắn nó ẻ. Rắn nó ẻ. Ẻ 2 ngày luôn. Do ẻ nó mới chết. Mấy lần nữa rừng nó quên kêu chứ bảy ngâm rượu giùm. Để lại. Rắn gì? Rắn 6 đó, rồi rồi đấy. Ký 6 hả? Không tiện đâu, hồi chắc 3 năm nay rồi. Rồi giờ uống được luôn rồi đó. Còn con ký 6 nhà cỡ, nhắm rồi. Cho hả? Cho bình thường. Cho bình thường chứ đâu. Cho tiền lại được rồi. Sắp tới rồi đó. Dạ, nằm ở ngay trên này. Nằm lên mua đất rồi nữa. Bạn. Rồi đi tiếp nè. Giữa đất này luôn. Cái cẩu hay cái than vậy tại.
Cọc ra. Nó dựng đứng sao cái cẩu được? Đúng cọc rồi. Thấy gì vậy? Đó đúng cọc rồi. Xe cây cây. Xe cây 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 sung sung lên cái cây. Đi đâu chừng mấy mét nữa. Đi chừng 3 mét nữa. Anh rồi nãy tôi kêu anh đi vô. Anh vô ngủ đây chừng nào có hay hú chà. Hôm nay giờ nó văng võng nằm chờ chiều mai đi coi luôn vậy. Chờ chiều mai coi luôn. Thì vậy thiệt. Trận. Em trận này. Mày đầu tới luôn cái trận này. Trận. Qua tại cái hàng này bây giờ phải chặn ngắt mới được. Rồi nó lộn nó qua cái trụ kia ta. Như ngay chỗ này hay nhìn này chú mười nó xéo lên cái trụ vậy, nó xéo cái trụ vậy nè. Đào người khép bên này đó đụng gần tới rồi cây dung vinh này mà gắn có thủng đâu. Ủa? Rồi thủng là xong luôn rồi đó. Thủng là đụng cây đó. Đụng cây rồi đúng không? Rồi luôn rồi đó. Ủa, có đắng rồi đó. Treo cây này. Lỗ một chút béo. Khủng rồi. Ngon luôn. Tiếng hồ à. Cây rồi này. Còn hai đi còn hy vọng. Có hàng đi là còn hy vọng nè. Hết hàng đi mới hết hy vọng. Ok. Ok. Vô cây mai. Vô cây luôn hả? Đi xíu khủng vậy trời. Còn năm dữ rồi. Còn rình cái cây ra. Không biết ngắt trong cái còn đi chỗ lại luôn. Ra hàng này sao nhỏ xíu rồi ta. Chẹo. Chẹo. Cái đầu cái này 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 nó con trọt kìa. Bắt này gắn là đang gặp nó mà. Đây nè chú ơi. Nó. Nó mở luôn rồi. Sọt đầu cây nó thấy rồi. Cùng luôn rồi.
Đây giờ không có con rắn luôn. Đào lên nó ba ngắt. Nó dấu còn bóng ghê luôn bộ. Ừ, dấu còn bóng. Nè. Có anh lên lộn lộn. Con này nè. Tôi chưa lại đây luôn. Con vợ cho bá luôn. Đây nè nè. Ê, nhà cô chú anh chị, tự nhiên mình vừa lại cái thấy luôn hả? Này nè, ủa nó bóng lửa mà. Ôi giờ chà bá luôn. Hay quá chú Bảy ơi. Phải không tức mình không mò à. Tại tại hồi nãy ở ngoài đây nè, nhớ ba bốn ngách lận mà lo đào cái ngách thọt cây đi tới mà. Ờ nó quần ngang giấu tùm lum luôn đó không. Tự nhiên con nhìn vô con thấy sâu. Bự lắm à. Bự lắm á. Cái màu giống giống màu đục mắt vậy. Có vợ anh. Là sao? Lột hả? Màu đen đen giống đục mắt không? Nằm chưa? Mấy nè. Ôi giời. Bởi bởi nhiều khi nó nằm cái thế ngặt mình đào gần chết luôn, nó nằm sát qua nè. Vợ chứ bả ơi, đưa vợ chứ bả ơi. Không vợ rồi, thấy không vợ rồi. Đưa vợ. Ừ. Con này là không có độc nha cô chú anh chị. Bự bự. Đục mát. Đục mát. Đục mát. Đục mát. Cô dẫn tắt cho bảy. Đục mát. Con này bự kìa. Lo lắm. Hay kia nở hay hay. Ui. Quá xuất sắc chú bảy ơi. Chú bảy không tức mình cái hang nó quằn quá trời quằn mà không tức mình. Lột chưa lột mắt mắt nó còn xanh lè. Mắt còn xanh nè, mà còn đưa đầu. Con này ôi chết trời ơi, nó chết trời ơi, nó xước cái tay cái răng vô. Nè nghe đục mắt nè, thấy không? Ôi, vậy? Gì đâu nữa. Ôi 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 ôi. Ôi. Nó gồng với con rồi chú bảy. Ơi, con chú bảy cầm nó cắn con chảy máu rồi nè. Trời cũng sảm nữa. Con có hồi nãy con cầm cái nó giục lên, nó giục xuống. Còn có đâu cái máu miệng của nó. Lấy cái túi, lấy cái túi thục. Túi kia rồi, đừng bỏ vô túi đó. Nguyên đầu cân lên, chú chỉ đồ xem coi. Buông, 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 buông. Buông cho mày, buông. Ôi, ôi. Ông hai cầm cái lên hình đoạn luôn cây. Cầm cái cho lên hình đoạn luôn cây. Ui, con này chắc tầm ký, ký mốt dữ. Mày còn cái túi đó đó. Vậy? Mày làm cái gì vậy thục? Tao đem túi nhiều lắm mà. Không bỏ được cái chú ơi. Được cái. Được. Nó nắm cái đầu lên cắn cái đầu cắn nắm. Cần cho cô chú chị xem cái. Đó như anh nói cần cho cô chú chị xem nè. Cái túi đúng cái túi chính là cái túi 95 gram à. Cái này mình cho tự tầm gram đi. Phải không? Ừ đúng rồi. Ừ. Con thử gắn hình luôn đi. Ký luôn. Giống là cân đi. Cầm lên, nhiêu? 1 kg 45. Ký mốt 45. Từ 100 gram. Còn 1 kg 45 gram. Chưa được 1 kg 50. Đã. Lại mà nẻ, nhìn được đi. Mưa ước quá thật ơi. Mưa ước của em thành hiện thực ơi. Rắn nướng mọi. Trời ơi, hổ dọn rồi. Đâu rồi, nhát tổng. Rút cái này nè. Ăn cái rễ cây đào mé rễ cây. Chẳng lượm con nữa ra. Con nãy con đực hả? Được. Hôm qua bắt con cái. Rồi bắt con cái trứng. Để hai chung cho nó hai con đẻ. Bình thường. Đó. Làm cặp về luôn. Cũng như hổm vậy. Ừ. Cặp khác chạy về luôn.
hút cặp cáp về luôn. Một mình hả? Thấy gì mọi người? Thấy mệt. Ngồi đây. Không sao, tại vì mấy con rắn này không có độc. Dạ, rắn này rắn thường. Rồi, cùng luôn. Dạ, nó hổ dện, không may á. Mình thường thường kêu không may nhưng mà tụi con kêu hổ dện. Cùng luôn hả? Cùng luôn. Hang này con à, con đục mắt nó quằn. Con đục mắt nó quằn lum lum đây nè. Ngay chỗ này là không con lụm cái ổ ong nè. Con lấy ổ ong nè. Con mà. Ủy, chú 10, chú 7 với con gọi này vụ nè. Chạy muốn chết chứ. Tưởng con nữa chứ. Rồi rồi, vậy mình lắp cái này lại cô chú anh chị. Đừng con. Hết hang luôn rồi đó. Chiếc này hết hang, đào nát hang đây luôn rồi đó. Dạ. Trong xuống đây lần nào cũng bắt được rắn đó. Khu này rắn còn khá nhiều luôn. Đây lúc trước mấy cháu mình xuống mấy lần nữa. Tại vì chưa có làm lúa cô chú anh chị. Hả? Nó cũng ghê em đó. Lúc đó còn lúa là mấy cháu mình đi rắn còn nằm ngoài, nó chưa có vô á. Đi ăn lan hoài á. Mà chiếc này cũng hên. Bắt được con đục mắt. Đục mắt nó nằm dưỡng lột. Để cho cháu mình đi vô cô chú anh chị. Vô trong vòng vòng này kiếm cái có nữa không? Không có thì đi khu khác. Nghe anh em ơi. Chị ơi. Chị chủ nhà ơi. Cho em xin gà cho me nha. Xin gì? Xin gì xin me hết đuối. Nè quá trời nè. Nè thúc. Trời ơi dưới đây mà còn heo đó. Đây nó có. Nè ngồi đây nè. Tay này dốt luôn nè. Ở tay này dốt mới ngon nè. Thốc thốc thốc. Ôi dây điện, dây điện, dây điện. Trời ơi, thằng này. Rồi. Dốt. Đúng không? Dốt nè. Ngồi nè, ngồi nè. Mát. Ngồi nó mát chút xíu đi. Dốt nè. Lắm. Thằng này đi theo thằng này biết dễ bao tử chết luôn. Nó ăn mình chịu không nổi. Lắm. Ngồi nè. Nè anh em ơi. Ngồi nè. Nè ớt nè. Cái này nè. Muối nè. Ừ? Có me chín nè. Nè, ui. Không chơi, cái đó không chơi. Ui, ngon. Lắm. Cái đó lắm. Vô, vô, vô. Vô chú Bảy ơi. Trời ơi. Chưa gì đó, chảy đúng miếng, chảy đúng miếng. Muối nó ngọt. Ê, mày chín đâu chua. Nó ngọt mà. Mày chín đâu chua đâu nè. Đúng mà. Cái này đặt con gì Tân? Đặt cá sấu. Chỉ cá sấu hả Tân? Dịch. Ừ. Dốt rồi dạ. Ủa, đừng hái nữa. Nói thiệt mà, mấy chín đủ chưa luôn. Cái bận me này hột bự, nó cái ruột nó đâu nhiều. Thôi chết luôn, cô chú anh chị xem cái này mà. Đang đói bụng xem cái này, chả rất giải chắc luôn. Mày dán. Cái gì? Kiến. Kiến. Đâu chua đâu. Cua nóng cạnh. Tưởng ăn ngon lành đâu có chua đâu. Ăn cái mì ăn. Mì mà thật có ngọt. Nghe chưa? Một ngày nói không nổi luôn. Một ngày. Chú Bảy chú Mượn không ăn hả? Thôi. Ăn này đi xa đó. Mà chạy thấy anh em ơi. Đang ở tới đi giúp thôi. Cho miếng mà. Thôi không ăn nữa đâu. Thôi. Thôi chua lắm. Mời anh em à.
Thôi kiểu này thua, thua cô chú anh chị ơi. Thôi để mình tắt máy đi ăn chút chứ cô chú anh chị chạy nó biến chết luôn. Chạy nước giải luôn á. Rồi. Giờ trưa nắng cô chú anh chị ơi. Nói chung đi sát nhà thì trưa nắng mấy cháu mình về ăn cơm nước đi tiếp. Nếu mình đi xa xa thì đi ăn la ngoài quán ăn uống rồi dọt về, dọt đi tiếp. Còn giờ để mấy cháu mình đi về ăn uống xong bắt đầu chiều chiều mát đi tiếp cô chú anh chị. Thì giờ mình xin phép kết thúc clip này đây. Rồi chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Hẹn cô chú anh chị clip sau. Dọt về.